Trong buổi live của mình và anh bạn tóc dài ngày hôm trước thì có một mạnh thường quân đã chuyển vào tài khoản của mình một ít ngân lượng nho nhỏ với một điều kiện rất đơn giản. Đó là vào ngày hôm sau lập tức phải đi mua một con gà hoặc một con vịt gì đó về nấu cháo và ăn trực tiếp tẩm bổ cho cơ thể. Bên cạnh đó bắt buộc phải chừa cặp đùi lại dành cho hai đứa nhỏ. Thế là vào đúng 8 giờ sáng ngày hôm sau, một con vịt khỏe mạnh và béo tốt cũng đã phải ra đi mãi mãi trong sự đau đớn tột cùng dưới đôi bàn tay của anh bạn tóc dài. Sau đó thân xác nó cũng đã bị nhúng vào một nồi nước sôi nóng đến hàng trăm độ và bộ lông trắng tinh khôi trên cơ thể được vặt nhổ sạch sẽ một cách không thương tiếc. Quá trình này cũng đã được diễn ra trong sự vui vẻ và hưng phấn tột cùng của mình và anh bạn tóc dài. Đơn giản vì cũng đã nhiều tháng nay toàn bộ gia đình mình cùng với anh bạn tóc dài này đã không được sự quan tâm chăm sóc từ chính quyền địa phương cho đến các mạnh thường quân trên khắp mọi miền đất nước, và việc ăn uống cũng trở nên thiếu chất trầm trọng kể từ sau ngày Tết Nguyên Đán. Chưa hết, việc thò tay thả tim, like và bấm đăng ký ủng hộ của mọi người ngày càng thưa dần khiến cho việc tương tác trên các video cũng đang xuống dốc một cách trầm trọng. Cũng chính vì các nguyên nhân thiết yếu đó nên thân thể của mình và anh tóc dài cũng đã tiều tụy hơn trước rất nhiều. Sự già nua và xấu xí cũng đã kéo đến rất nhanh cho cơ thể hai người. Đến hôm nay khi nhận được sự hỗ trợ của mạnh thường quân, biết rằng cơ thể sắp được ăn những miếng thịt tươi ngon và bổ dưỡng, anh tóc dài đã không kìm nén được sự mừng vui và phấn khởi trên gương mặt già nua và hốc hác của bản thân. Vì vậy nên hôm nay anh ấy cũng đã ra tay phụ giúp được rất nhiều công việc, và anh cũng đang tích cực rang một ít đồ phộng để dành làm ra món tiết canh ngon hảo hạng. Đôi lúc anh cũng đã tâm sự và trải lòng trong thời gian gần đây anh rất thèm đối món tiết canh làm từ những con vịt to béo và mạnh khỏe. Trước một sự thật vô cùng não nề đó thì mình cũng đã quyết định kết hợp cùng với anh tóc dài làm ra món tiết canh thơm ngon để đáp ứng lại nhu cầu thèm đối của bản thân anh ấy. Sau đó thì công cuộc nấu một nồi cháo thật ngon cũng đã được bắt đầu. Không được cầu kỳ cho lắm như các nơi khác, nhưng nồi cháo ngày hôm nay với sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của bản thân thì mình cũng sẽ cố gắng hết mức để cho nồi cháo vịt ngày hôm nay trở nên cao cấp và tạo ra sự ngon miệng nhất có thể, để không phụ lòng sự tin tưởng và lòng yêu thương bao la của các mạnh thường quân. Sau khi được mình thông báo dĩa tiết canh đã thành công mỹ mãn, không kìm nén được sự thèm đối tiết canh của bản thân, anh bạn tóc dài này ngay lập tức đã lao ra chiếm hữu toàn bộ dĩa tiết canh thơm ngon cùng với một rổ rau sống. Trong giây phút này thì gã ta cũng đã không kìm nén được sự đối khát của bản thân. Cùng với một lối suy nghĩ độc tài tương đối, gã đã quyết định một mình sẽ ăn hết dĩa tiết canh thơm ngon bổ dưỡng này mà không cần phải chia phần cho bất cứ một ai. Thật đáng thương cho một sự thiếu thốn và thiệt thòi của gã trong thời gian gần đây. Trao toàn bộ quyền hành dĩa tiết canh cho anh bạn tóc dài, mình đã quyết định múc cháo và bỏ rất nhiều thịt vịt vào trong tô để tẩm bổ cho cơ thể đang có dấu hiệu thiếu chất trầm trọng trong thời gian vừa qua, cùng với đứa con gái có dấu hiệu ốm o gầy mòn trong một thời gian dài. Đến hôm nay mới có cơ hội ăn được một con vịt to béo như thế này. Hai cha con mình và anh bạn tóc dài cũng đã vui mừng khôn xiết. Khi niềm đam mê và sự thèm thuồng của anh bạn tóc dài đối với dĩa tiết canh đã đạt đến một cảnh giới nhất định thì anh đã không tiếc chi ra số tiền gần 50.000 đồng bạc để mua về cho bản thân 3 lon bia Sài Gòn. Sau đó ngồi nhâm nhi và thưởng thức dĩa tiết canh một cách trọn vẹn, biết rằng đây là số tiền cuối cùng nằm trong hầu bao. Nhưng đối diện với một món mồi bén như dĩa tiết canh này thì anh đã không tiếc bung toàn bộ số tiền và chơi xả láng ngày hôm nay. Với một hành động ăn xài trác táng như thế này của anh bạn tóc dài mà tất cả chúng ta không nhanh chóng thò tay thả tim hoặc đăng ký ủng hộ thì thật vô tâm, đúng không tất cả mọi người? Thôi, đến đây mình cũng xin kết thúc và xin tạm biệt tất cả mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ xem hết video.